Thưa quý vị, bị mọi người gọi là cậu bé mặt ngựa hay là người không có khuôn mặt, Lê Trung Tuấn có nhiều năm tháng chìm trong bệnh tật và khổ đau. Thế nhưng mà từ ngày biết đến Phật Pháp, cuộc đời của Tuấn đã sang một trang mới. Lễ hàng thuận của Tuấn vừa được tổ chức tại chùa trong những ngày trung tuần tháng 4 này chính là cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích của chàng trai nhất tâm hướng Phật. Sinh năm 1998 với gương mặt bình thường, cậu bé Lê Trung Tuấn ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, không ngờ có ngày lại trở thành người không có khuôn mặt. Khi lên 10 tuổi, một khối u ác tính bất ngờ xuất hiện và ngày một lớn khiến mặt Tuấn biến dạng. Các bác sĩ cũng làm được sinh tiết khối u cho con và kết luận bệnh của con là ung thư ác tính, thể sắc cô mô mềm phá hủy xương sọ vùng mặt trán, và các bác sĩ quyết định trả con về. Lúc đó là gần giáp Tết. Gia đình nhà con tinh thần xuống rất là nhiều. Hai bố con từ bệnh viện về, gia đình con cũng xác định đây là cái Tết cuối cùng của con. Tưởng chừng mọi hy vọng đã hết, thế nhưng ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp đã thắp lên sự hồi sinh của Lê Trung Tuấn khi cậu quyết định đến chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh tu tập với mong ước mọi điều luôn an lành. Đến với Phật Pháp, hành trình chữa bệnh của Tuấn bớt gian nan vì có thêm niềm tin vào cuộc sống và động lực từ việc tinh tấn tu tập, chuyển hóa thân tâm. Trong quãng thời gian chữa bệnh, hai bố con Tuấn ở nhà của một Phật tử tại thành phố Hạ Long và được hỗ trợ cả việc tu tập lẫn tài chính. Cháu Tuấn ấy là được cái duyên phước, tức là về phía gia đình là đã hoàn toàn là bó tay. Các bác sĩ bệnh viện cũng hoàn toàn là bó tay rồi, không thể can thiệp được nữa. Nhưng mà nhờ lòng tin vào Tam Bảo và nhờ vào cái liệu pháp tâm linh mà cháu được như vậy. Và những điều nhiệm màu đã bắt đầu xuất hiện. Tuấn được bác sĩ người Mỹ, chuyên gia ung bướu hàng đầu thế giới tiến hành phẫu thuật miễn phí. Mặc dù trước đó, bệnh của Tuấn không có bệnh viện nào nhận phẫu thuật. Chuyện của cháu Lê Trung Tuấn và ứng dụng cái liệu pháp tâm linh trong điều trị bệnh tật, thì thực sự thầy vẫn nói rằng nếu y học mà kết hợp được với Phật học thì nó sẽ rất là tốt cho việc điều trị bệnh. Vì Phật học là thuộc về tâm, mà giữa tâm thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến thân. Theo đạo Phật ấy, thì tâm nó quyết định luôn đó. Vì cái thân của chúng ta nó chỉ là biểu hiện của tâm mà thôi. Sau khi đã chữa khỏi bệnh, cuộc đời Tuấn có nhiều thay đổi tích cực. Và hạnh phúc lớn nhất của ngày hôm nay chính là việc Tuấn được tổ chức lễ hàng thuận tại chùa Ba Vàng với một người bạn đời biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương hết mực. Con khi mà biết đến Phật Pháp nhiệm màu như thế, và sau đó là con cũng có một cái suy nghĩ mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, thì đến bây giờ là con đã cảm thấy là thật sự là cái nguyện của mình đã được thành. Thì khi mà hai vợ chồng đều là Phật tử của chùa thì sẽ dễ chia sẻ cảm thông cho nhau. Lễ hàng thuận của hai bạn tại chùa Ba Vàng chính là cái kết đẹp cho những Phật tử trẻ nhất tâm hướng Phật như Tuấn. Chàng trai không có khuôn mặt năm nào, nay đã có nhiều thứ, và thứ quý giá nhất chính là hạnh phúc viên mãn với người bạn đời, cũng là bạn đạo của mình.